Sách Đông Y bảo giám chứng minh nhân sâm chính là linh dược quyền bí có giá trị vượt thời gian. S365 chuyên về các loại nhân sâm như hồng, hắc, bạch, đặc biệt nhân sâm quan giả, thương hiệu và sản phẩm gắn liền với một gia phả, thuộc dòng dõi cha trời mẹ đất, đã cho ra đời nhiều sản phẩm nhân sâm quan giả như cao cốt sâm, tiên đan sâm, tiên sâm vàng thuộc dòng sâm quan giả. S365 không ngừng nghỉ tìm kiếm nhân sâm quan giả với các nhà sản xuất hàng đầu của đất nước Đại Hàn, hội đủ các đặc điểm như sau: sản xuất những nguyên liệu tốt nhất, bảo đảm tính an toàn cao, kỹ thuật khoa học tối tân nhất. S365 với tâm huyết là biến giấc mơ của con người trở thành hiện thực, vì nhân sâm đã hội đủ tứ trụ của cuộc sống, đó là thọ, tài, sắc, lực. Hãy gọi ngay cho Ngọc Hồ S365 USA 714-340-9598. Châu Huy Đức xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của channel Huy Đức TV và tất cả quý khán thính giả của những Facebook cũng giống như YouTube. Gửi lời chào đặc biệt đến Tim Đỗ, là một người mà hồi sáng giờ đã lên Huy Đức TV, và anh chị em biết Tim Đỗ đã giới thiệu quý vị rất là nhiều về Tim Đỗ trong cái live stream sáng nay. Gửi lời chào sức khỏe tới anh Tim Đỗ. Dạ, thưa Tim Đỗ, xin kính chào anh và kính mời anh lại tiểu bang California. Trong mấy dịp qua mình đi từ Vegas, từ những tiểu bang này, tiểu bang kia, bây giờ mình trở lại về hometown của mình anh ha. Bây giờ đó là về tới lại cái nhà kho của công ty Summit 365. Cái lý do mà hôm nay chúng tôi quay trở lại đây để mà làm thêm một cái live stream chiều hôm nay, nó có nhiều cái sức dạy cho hôm nay. Mà cái đầu tiên đó là Thiêm Đỗ nhớ là kỳ trước mà mình làm cái chương trình sổ số đó, khi mà sổ số đó thì có là chị Ngọc nói rằng những cái người nào mà được một cái giải đặc biệt là cái máy Kenjin K8. Và trong máy đó nước đó, máy nước đó, thì trong đó có những cái giải khác nữa, nhưng mà cho tới hôm nay đó thì chị Ngọc cho biết rằng chưa có người gọi để mà claim để lấy cái giải đặc biệt cũng như những cái giải nhất đấy. Vì vậy cho nên đó là khi mà nói tới những cái giải này đó thì chỉ có một người giải 6, tức là một cái người giải 300, mà trong đó là có 3 người trúng, mà chỉ có một người gọi. Còn hai người chưa claim nữa. Mà những cái số phone đó là phải nói rằng đó là coi ở trên những cái video mới biết để mà mua sâm. Thì ở xa đó, những cái giải claim ở xa đó thì ở coi là, tức là đã coi YouTube để mà mua sâm, nhưng mà không biết lý do tại sao tới bây giờ đã hơn qua một tháng rồi, tức là sau một tháng rồi mà vẫn chưa gọi. Cái lý do mà hôm nay Huy Đức mời Tim đến đây đó là ở trong cái giải đặc biệt đó là có một cái voucher $2,000. Nếu mà ai trúng cái máy nước đó cộng thêm cái voucher $2,000 của là kể như là Tim Đỗ bên nha sĩ để mà Tim Đỗ nha khoa, Tim Đỗ nha khoa, để gửi cho đó. Vì vậy cho nên đó là, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, bây giờ đó là anh em chúng tôi muốn sơ lược qua một chút. Hiện tại thì bây giờ không có cái máy nước ở đây, nhưng mà trong cái Pulso này đó là cái máy nước Kenjin K8 mà của công ty Summit 365 sẽ tặng cho cái giải đặc biệt. Và đã qua một tháng rồi, thì hôm đó làm đó thì có nói là sau 30 ngày, tức là sau 30 ngày để mà claim, để mà nhận. Nhưng mà sau 30 ngày nếu mà không có ai claim thì mình lại sổ số lại. Sổ số lại, để cho nó công bằng ha. Để công bằng trở lại. Thì bây giờ ở trong tay Huy Đức này có những cái số cũng giống như là mọi người mà đã 30 ngày qua mà đã bốc thăm ra, và một số người đã trúng, đã lấy tiền rồi. Và một số người chưa lấy, cho nên hôm nay mình sẵn cơ hội để mình đưa ra cho quý vị lần nữa. Rồi, bây giờ đó là nhờ Thiêm đọc lại những cái số phone đã trúng mà trong 30 ngày qua chưa có claim, chưa có gọi vô cho công ty. Cho nên bây giờ đó là cái phần trúng đó không còn giá trị nữa. Và bên công ty Summit 365 sẽ bỏ vào, và trong cái chương trình sổ số thì hồi nãy giờ Huy Đức có bàn với chị Ngọc. Chị Ngọc hỏi là bao giờ em có thể xuống đây một lần nữa. để mà sổ cái giải, những cái giải trúng này. Thì Huy Đức có nói rằng đó là bây giờ đó là có thể là chúng ta từ bây giờ cho tới khi mà xuống, tức là vào cái dịp đưa ông Táo về trời, vào cái dịp mà Tết ta đó, là mình có thể làm một cái chương trình đặc biệt, tại vì lúc đó mình xuống là làm
đóng táo quân này. Táo quân, dạ. Sớ táo quân ha, dạ. Nhưng mà lần này đó là mời phải mời team là phải phải làm một một vai trò nào đó, dạ. Đóng dạ. Một vị táo đó không? Dạ. Vì vậy cho nên Hương Đức nói bây giờ tháng 8 thì cũng cũng gần quá rồi. Và tháng 9, tháng 10 đó thì Hương Đức phải bay đi. Nhiều cái công việc, nhiều cái chuyến bay đi xa. Dạ. Tháng 11 thì nó không có cái ngày lễ gì hết. Vì vậy thì thôi chờ kể như là cuối năm luôn. Rồi. Dạ, tháng 12 dạ, luôn tháng ha. Tháng 12 mình dạ. Số và có thể từ bây giờ đó có add thêm những cái giá đặc biệt khác nữa. Add thêm nhiều cái giá đó để sổ luôn. Dạ. Đó. Vậy cho nên thưa quý vị, thưa anh em, thưa quý vị, quý khán thính giả, chính thức hôm nay chúng tôi tuyên bố là những cái giải mà lần trước sổ số mà quý vị không claim thì bây giờ không còn hiệu lực nữa, tức là không còn giá trị nữa. Và trong tương lai thì vào cái dịp Tết và vào cái dịp mà đóng táo quân thì anh em chúng tôi sẽ gặp lại đây một lần nữa để xuống đây nữa và chúng ta sẽ mở một cái chương trình sổ số mới. Dạ, sổ số mới cho lần đó đó ha. Rồi bây giờ đọc rồi. Lên những cái số bây giờ, cho người ta tiếc. Thêm xin gửi những cái số phone này là những cái số phone mà trong thời gian qua đã có bốc thăm rồi đó, thì cái giải này là giải 2.000 đô. Và máy nước Canyon thì K8 đó thưa quý vị, thì cái số phone là ở vùng area code là 401-212-9975, mà đọc lại một lần nữa là 401-212-9975. Dạ, còn cái giải số 1 là 1.200 đô la, 1.200 đô la giải số 1. Số phone hồi lần rồi đó chúng tôi đã bốc thăm ra là số là 919-434-9746. Một lần nữa là 919-434-7946. Cái đó là giải 1.200 thưa quý vị. Giải số 1 á. Giải số 1, dạ. Giải số 2 là giải 600 đô. Giải số 2 600 đô là số phone là... Dạ, thưa chị. Chưa có live. Chờ lúc trước nha. Dạ, không biết là quý vị có thấy like không? Nếu mà quý vị thấy like thì quý vị có thể nhấn số 1, số 2 gì ở trên cái phone, cái channel của anh Đức, anh Huy Đức giùm. Thôi quý vị, nếu mà quý vị thấy nó đang live thì xin quý vị bấm một dạ, số thấy nào có đó. Huy Đức TV đang live không ạ? Dạ. Đo test chat đầy đủ nè. Vậy là tốt rồi. Hồi nãy giờ là tưởng không có live nhưng mà thật sự ra nó live rồi thưa quý vị. Thôi bây giờ mình tiếp tục ha, mình sẽ đọc lại cái số... nếu mà comment vậy là tốt rồi, xin lỗi quý vị. Hồi nãy tưởng đâu là không có live cho nên phải trục trặc kỹ thuật chút xíu để đọc, để check lại cái máy có live không. Nhưng mà cảm ơn quý vị đã nhấn vô và cho biết là đó là đang live. Thì cái số phone tiếp tục chương trình, để tiếp tục chương trình đó, thì cái số mà 600 đô, 600 đô cho giải 2 thưa quý vị. Số phone là 508-963-9218. Một lần nữa cho cái giải 600 đô số 2 là 8508 thưa quý vị, 963-9218. Giải thứ ba thì có 3 người trúng và có 1 người đã lãnh rồi 300 đô thưa quý vị. Giải thứ ba là 300 đô, có 3 người trúng mà chỉ có 1 người để mà nhận được tiền là đã nhận được tiền thôi, còn 2 người kia thì chưa có nhận được tiền. Thì cũng là số phone là 714-837-0940. Một lần nữa, 714-837-0940. Số còn một số nữa cho cái giải 300 đô là chưa nhận là 504-430-0290. Area code là 504-430-0290.
0290. Rồi cái giải 300 đó, cái số mà được lãnh rồi, trong ba số này có một người lãnh rồi đó, cái số này, cái số cuối cùng của cái giải 300 đô là 408-313-7798. Một lần nữa, cuối cùng là 408-313-7798. Dạ, xin mời anh Đức Huy. Em đã đọc hết những người này, những giải hết rồi đó, thì bây giờ tiếp tục trở lại với anh. Bây giờ thưa quý vị, thưa quý anh chị em, đó là bây giờ đó thì không biết rằng trong cái chỉnh của anh cameraman, sau đó hình như là cái Huy Đức TV không có like, mà cái VNN TV like và những cái Facebook like. Yeah. Đúng không ạ? Nếu mà anh chị em nào đang ở Huy Đức TV mà coi được đó, là mời comment lên giùm cho biết. Không có mời like. Ok, vậy thì để lấy cái bên VNN bỏ qua bên cái Huy Đức TV thôi. Dạ, vậy lấy cái VNN bỏ qua thôi, chứ trong 8 channel là đi suốt 8 channel. Dạ. Ví dụ như mình chỉnh audio, mình chỉnh gì mình đó. À, mình. Dạ, thì bây giờ thì sao? Bây giờ thì sao? Thì bây giờ lấy bên cái kênh VNN xong rồi lấy bên kênh VNN chiếu lại. Đấy, qua, chiếu lại qua sau cái xong trong vòng 1 tiếng đồng hồ hay là nửa tiếng. Dạ, thôi chứ bây giờ sao giờ? Ok. Ok. Rồi bây giờ sorry anh Jam, bây giờ cảm ơn anh Jam rất là nhiều. Bây giờ cảm ơn anh Thiên Đỗ đã đọc xong cái chương trình đó. Bây giờ Huy Đức muốn hỏi là bây giờ cái voucher 2000 đó, để mà trong cái phần giải đặc biệt đó anh vẫn còn giữ để mà cho quý khán thính giả, hay là dạ, thưa, có gì thay đổi không? Dạ thưa, bây giờ đó thì nếu mà đã cái giải mà không có ai lãnh rồi, thì bây giờ mình cũng dùng cái đó để tiếp tục cho cái vị nào đó trúng trong cái đợt sau để bắt thăm. Rồi. Thì bây giờ đó là anh có cái số phone của cái người mà không có trúng đó không? Bữa hôm đó. Cái này đó hả? Cái giải này đầu tiên. À, cái giải đó là 401-212-9975 đó thưa quý vị. À, thì bây giờ cái giải đó thì bây giờ chuyển lại cho bên ban tổ chức lại để bốc thăm lần nữa, để cùng với lại cái đợt số lần thứ hai để gửi đến cho quý vị. Thì quý vị xin theo dõi, cố gắng theo dõi những cái chương trình số để quý vị có thể được những phần quà đó. Okay. Yeah. Okay. Rồi cảm ơn nha sĩ Thiên Đỗ rất rất là nhiều. Như vậy là trong cái chương trình số đó, hiện tại đó thì chưa có biết chính xác là ngày nào, nhưng mà thông báo là từ bây giờ bên công ty Summit 365 sẽ cũng vẫn tiếp tục cho tới cái thời gian mà anh em tập trung về đây để mà làm sớ táo quân, hoặc là trong cái ngày Tết âm lịch của chúng ta, thì cái chương trình số sẽ được thông báo trên những cái kênh như Huy Đức TV, VNN TV và những cái group, những cái meme pay của là Facebook, để quý vị biết là cái ngày nào số để quý vị theo dõi, cũng giống như kênh NN365 của công ty Sum S365 sẽ thông báo chính thức là ngày nào chúng ta sẽ có cái số lần thứ hai. Rồi cảm ơn Bro Thiên Đỗ rất là nhiều. Yeah. Rồi cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ mời chị Ngọc của công ty Sum S365. Bây giờ đó là thưa quý vị, thưa quý anh chị em, trước đây đó thì có một cái vị bị bệnh cancer, bị bệnh mà nó rất là trầm trọng, nhưng mà sau đó đã sử dụng một cái loại sâm đặc biệt, và trong thời gian vừa qua đó thì công ty không có cái hàng đó về. Nhưng mà bây giờ chị Ngọc cho biết là cái hàng đó đã có mặt ở tại công ty và đã về. Vì vậy cho nên nó là muốn giới thiệu, thì đó là cái nhân sâm hoang dã với Focodan táo nâu, và sản phẩm đặc biệt dành cho những bệnh nhân ung thư để lấy lại sức đề kháng và chống chọi những cái vi trùng ung thư, tăng cường về sức lực và hồi sức thật mạnh. Vì vậy cho nên với khả năng Quý Đức không dám giới thiệu cái mặt hàng này, cho nên mới mời chị Ngọc lên. Và lời đầu tiên, chào sức khỏe chị Ngọc, và xin mời chị chào tới quý khán thính giả của chương trình. Ngọc Hồ xin chào Huy Đức và quý khán giả, và cảm ơn Thiên Đỗ đã giúp chị hồi nãy với Huy Đức thông báo lại cái số những cái số phone mà quý vị được quay số trên cái kênh của Ngọc Hồ. Vì cái thời gian đó là Ngọc Hồ muốn quay cái số đó trên cái kênh của Huy Đức, kênh chính thức, nhưng mà biết sao bà không có quay không? Em có nhớ không? Tại vì cái thứ kỳ đó em qua em bị ban, cho nên lúc đó Ngọc Hồ quay trên Ngọc Hồ thì Ngọc Hồ nói là trong thời gian sẽ chờ quý vị trong 30 ngày để lên nhận cái món quà của công ty S365. Thì cái máy khi nhìn hiện bây giờ cũng chưa có ai để nhận. Rồi những cái giải nhất, giải nhì cũng không ai nhận, không biết gì lý do tại sao, hay là quý vị không có muốn nhận cái phần quà đó. Thì Ngọc Hồ cũng không biết là tại vì kênh Ngọc Hồ ít người quan tâm quá. Nếu mà trên kênh Huy Đức thì Ngọc Hồ lại nghĩ là có người làm.
Thì hôm nay thì giống như mình nói, nếu mà không có Island mà chờ mãi không có thì mình vẫn cập update lên, có nghĩa là để lên và quay tiếp lại cho những người khách khán giả và những khách mua hôm nay. Thì Ngọc Hồ cũng nói là mình sẽ được quay trở lại cho quý vị là như vậy. Bây giờ có một cái điều em muốn tiết lộ với chị mà bữa nay em mới dám tiết lộ. Dạ. Mà hứa là không có làm em nhớ, là không có là rầy nghe em này nha. Là sao vậy? Thật gì? Sự em có gọi hết cho những số phone đó mà không ai bắt phone cả. Ồ. Thế giờ nếu mà vậy thì Ngọc Học cảm ơn Nguy Đức chứ đâu là. Em có gọi hết từ cái số trúng đặc biệt em gọi, tức là em muốn nói nhắc là có lên coi về cái chương trình xổ số hay không. Thì mình nói như vậy thì khi mà mình nói như vậy họ lên họ coi là họ biết họ trúng. Nhưng mà gọi tất cả những số phone không có ai số phone nào trả lời hết. I don't know why. Không, nếu mà Ngọc Học cũng nói thiệt á là nếu vậy á là có cái order của cái người đó đàng hoàng luôn. Yeah. Đã mua xong mới lấy được cái số phone là có order. Số phone đó dựa trên những số phone đó gọi, số phone work rang rồi để message. Thì em chỉ nói trong message là làm ơn lên coi Huy Đức TV. Vậy đó, vậy đó. Có đặc biệt. Đó, mà I don't know. Vậy là nhiều khi khán giả những cái kênh khác mình không biết, nhưng mà tại vì Ngọc Hồ cũng có nhiều kênh đó, rồi không biết là khách của quý vị khán giả nào. Thôi bây giờ nó như vậy. Mình nếu vậy thì cảm ơn chứ đâu có la. Tại Ngọc Hồ là muốn có người chúng thật sự mà. Cho nên nó cũng đơn giản lắm. Cho nên thôi bây giờ kỳ này thì mình sẽ giữ những khán giả lại và những cái thùng quay xổ số nó cũng còn ở đó, và những cái giải bình thường mà Ngọc Hồ hay làm á, Ngọc Hồ có cái chương trình đọc báo buổi sáng. Thì Ngọc Hồ vẫn bóc để cho quý vị chúng được một cái tiên xâm đen để mà là làm quà cho quý vị nữa, thì vẫn tiếp tục và vẫn lấy ra những cái số đặc biệt cho khách ngày mà mua sale kể từ ngày hôm nay cho đến về sau, cho đến cuối năm vẫn sẽ quay xổ số lại để chúng cái máy nước kênh nhìn. Ok. Rồi bây giờ từ bây giờ cho giống như hồi nãy giờ chị em mình có nói chuyện với nhau, tức là chị hỏi Quy Đức ơi, bây giờ chị muốn em qua làm xổ số nhưng mà thời gian là khi nào? Thì em nghĩ là em không có thời gian, nhưng mà để làm sao để có một cái lễ gì đó hay là cái gì đó nó sôi nổi. Vì vậy cho nên đó là em mới nói với chị là bây giờ nếu như vậy mình để cận Tết đi. Tức là trong cái lúc mà anh em tập trung về làm táo quân đó, để mà đóng táo quân mà đóng về đó, thì tới cái thời gian đó mình làm xổ số, chị nghĩ sao? Có được không? Thì hỏi quý vị đi, quý vị đồng ý cho cái nhóm của mình đó làm lại cái táo quân nữa thì mình sẽ làm thôi. Không, mà em nghĩ chắc phải làm. Tại vì cái kịch bản lần này nó khác với cái kịch bản năm ngoái. Dạ. Ngày này kỳ này là Huy Đức đầu tư vô kịch bản này rất nhiều đúng không? Cố gắng mình sẽ làm cái chương trình đó để coi như là làm cho quý vị được giải trí cuối năm ha. Rồi bây giờ nói tới cái món hàng hôm nay mà chị mới muốn giới thiệu tới quý khán giả, tới khách hàng là sản phẩm đặc biệt dành cho những người bệnh nhân ung thư để lấy lại sức đề kháng và chống chọi với vi trùng ung thư để tăng cường sức lực, cũng giống như là hồi sức thật nhanh, đó là sâm hoang dã với Forcoden tảo nâu. Thì em chưa bao giờ thử cái này cho nên không biết. Đúng rồi, tại vì Ngọc Hồ không có đưa cho Huy Đức thử cái này. Thì nó có hai cái lý do, đó là những người mà có cái viêm nhiễm như là viêm nhiễm virus đó, giống như bệnh gan, rồi virus gan, mấy cái ung thư á, thì Ngọc Hồ mới giới thiệu, và người bệnh ung thư á hay gọi vô để hỏi thì Ngọc Hồ mới bán cái sản phẩm này. Thì cái sản phẩm này á, một hũ nó có 120 viên thôi, là cái mà cách đây là một năm là phải ngưng, sau cái đợt đó bán là 399 đồng. Thì hôm nay vẫn là cái giá 399 đồng, Ngọc Hồ cũng không có lên, có lên một chút xíu mà Ngọc Hồ cũng không có muốn lên nữa. Thì cái sản phẩm này á là quý vị biết không, là từ sâm hoang dã được làm phòng lab tại Mỹ và được chứng nhận những cái công chứng ở đây được chứng nhận là tốt và làm sản xuất làm phòng lab tại Mỹ nha. Và sâm hoang dã được nhập từ Đại Hàn và những cái Fucodan giống như là cái tảo nâu á, được nhập và được tinh chế đàng hoàng, và cái sản phẩm này được chứng minh được chống chọi cho cái bệnh ung thư và viêm nhiễm nặng. Thì cái này á là 399, nhưng mà vào mùa này á thì Ngọc Hồ cũng xin chia sẻ là kỳ này á nó không phải là 300 mg nữa, mà là nó được lên là 400 mg ha. Và cái viên này á, là cái hũ này á thì cũng y như vậy thôi, nhưng mà nó đi cái hàm lượng được tăng lên cao một chút xíu so với hồi trước, và bây giờ thì nó lên là 400 mg vậy thôi.
Như vậy trong cái mà sale này có nói là nhân sâm hoang dã đi với Focodan. Dạ. Sản phẩm này đặc biệt dành cho những bệnh nhân ung thư. Dạ. Để mà lấy lại cái sức khỏe, nó tức là nó không chữa bệnh ung thư. Dạ. Nhưng mà để cho cái người bệnh ung thư có một cái nền tảng, có một cái sức lực lấy cái sức khỏe lại. Dạ. Tại vì cái chất Focodan á xưa nay á nó lọc lại cái chất tốt trong cơ thể của mình và chất xấu được đẩy ra, đó là cái Focodan. Và cái nhiệm vụ của Focodan là chống lại những cái con virus đó, và đồng thời là cộng với nhân sâm để đẩy cái sức lực mình lên. Tăng cường sức lực. Dạ, nó sẽ hồi sức thật nhanh. Dạ. Yeah. Dùng mỗi viên một ngày. Dùng mỗi viên một ngày. Là những người mà chưa có xạ trị, còn những người xạ trị là mỗi ngày 2 viên. Tức là nếu mà đang xạ trị thì dùng một ngày là 2 viên, 1 viên buổi sáng, 1 viên buổi tối. Dạ. Yeah. Còn nếu mà người nào mà chưa có qua xạ trị gì đó thì một ngày 1 viên. Dạ. Thì cái giá từ trước giờ là 399 đồng, nhưng mà hôm nay thì Ngọc Hồ sẽ sale còn 349 đồng, được tặng hộp Thái Cực Sâm. Ồ, cái hộp Thái Cực Sâm mình đã cầm để đâu rồi, quên. Không có, cho Thái Cực Sâm. Cái hộp vô. Đây nè, lấy hộp thiết ở đây nè, chị để ngay đây. Đây nè. Sorry quý vị nha. Rồi. Phần sale hôm nay về cái sản phẩm này mới trở về thì Ngọc Hồ giới thiệu đến đây thôi. Có nghĩa là 399 đồng từ trước đến nay cũng là 399 đồng, mà hôm nay sale còn là 349 đồng. Tức là 349 đồng. Dạ. Yeah. 399 sale còn 344 và được tặng thêm một cái hộp này nữa. 399 sale 50 thôi, còn 349. Thì còn 349. Ờ. 349 còn 349. Ờ, chứ không phải là 344. Nãy em nói 344. 349. Ok, 349. Và tặng thêm cái hộp Thái Cực Sâm. Và tặng thêm quý vị một bịch kẹo nữa. Rồi, quý vị được nhận cái kẹo đen. Cái kẹo đen mới. Nhận cái thùng đó luôn. À, và quý vị được tặng những cái món quà của từ anh Thiêm Đỗ gửi cho công ty, thì công ty sẽ gửi vô đó tặng cho quý vị luôn. Thì trong đó gồm những gì? Kem đánh răng và bàn chải đánh răng, và cầm theo cái giấy mà brochure đó, khi mà nói là được từ công ty S365 gửi đi, và khi mà qua Cali muốn làm răng thì vô trong đó ảnh sẽ bớt theo cái gì mình muốn làm. À, làm cái gì á không biết, nhiều cái thứ mà muốn làm gì cái răng đó thì ảnh sẽ hướng dẫn và ảnh được bớt theo cái nói là ảnh sẽ bớt. Đó, quý vị đúng theo trên cái giá mà ảnh đã tính, cái giá đã tốt rồi nhưng mà ảnh còn bớt nữa. Tức là ở trong mỗi cái thùng sâm mà chị gửi đi cho khách hàng đó là bên anh Thiêm Đỗ sẽ bỏ một cái brochure ở trong đó. Chị Ngọc bỏ dùm cho anh Thiêm Đỗ. Bỏ dùm cho anh Thiêm Đỗ. Trong đó có kem đánh răng với bàn chải. Với lại cái gì ta? Với lại cái giấy mà giới thiệu đúng không? Cái brochure. Vậy là very good luôn. Dạ. Vậy là những người mà mình giúp nhau, tự anh cũng là cụ và quân nhân, và anh có những cái tấm lòng rất là dễ thương đối với mọi người xung quanh. Rồi. Rất là hiền hậu, mình thích lắm. Mình cũng rủ ảnh lên trên kênh của Son Lê để ủng hộ, mình cũng rủ ảnh lên kênh của Huy Đức, và cũng mời ảnh lên kênh của NMTV nữa. Ngọc Hồ chắc là tháng 9 Ngọc Hồ với ảnh sẽ trở lại với chương trình đó. Rồi. Cho Trương Quốc Huy với ảnh luôn. Okay. Rồi. Dạ. Là, như vậy là rất là đặc biệt thưa quý khán thính giả, và trong chương trình hôm nay đó, ngoài những cái phần này ra có một phần đặc biệt nữa. Dạ. Huy Đức không có tiết lộ, nhưng mà Huy Đức sẽ giao sân khấu lại cho chị Ngọc Hồ để chị Ngọc Hồ sẽ điều khiển, và chương trình đặc biệt đó là những cái fashion show. Những cái bộ đồ bằng lụa phải không chị? Lụa gắm tơ tằm nhân tạo, vải từ Đại Hàn nhập về và được may lại thành những cái bộ đồ cho chị em phụ nữ trong gia đình. Khi mình đi làm về thì ngoài cái bộ đồ mà mình đi ra đường thì còn bộ đồ trong nhà. Mình phải đi nấu cơm, dọn dẹp trong gia đình, thì nếu mà mình được bận được những bộ đồ này với một cái trang phục này thì người chồng của mình hay là những cái đứa con của mình để thấy được cái hình bóng mà khi mẹ mình bận ở nhà như vậy thì rất là đẹp, mà những cái mẫu vải rất là đẹp. Dạ. Ngọc Hồ cũng hứa là hôm nay giống kỳ trước á, thì Ngọc Hồ cũng nói cái bộ đồ á thì giá 40 đồng, nhưng mà thì bán được 40 đồng thì Ngọc Hồ sẽ được cái lời, nhưng mà bây giờ á Ngọc Hồ thấy là mấy anh em công nhân ở bên Việt Nam á, họ không có lương, mà cái này Ngọc Hồ chỉ làm giùm cho một cái người bạn coi trên YouTube của Ngọc Hồ, xong rồi gửi đồ cho Ngọc Hồ, nói Ngọc Hồ giúp giùm đi, để kỳ trước ấy, Ngọc Hồ tặng cho quý vị rất nhiều, khi quý vị mua sâm Ngọc Hồ dùng cái này để tặng và gửi cái tiền này về để ảnh trả cho những anh em công nhân
Trong đó thì họ cũng không phải là xin tiền mình hay gì, nhưng mà trong cái thời gian này thì COVID nữa, cho nên công việc rất là khốn đốn. Và anh gửi qua đó thì mình cũng nói là đừng có gửi nhiều quá. Thì mùa cuối năm giờ rồi Ngọc Hồ cũng tặng những cái bộ đồ, và cũng quý vị cũng thương yêu, cũng gọi dung có người thích đó mua. Mà hôm nay Ngọc Hồ chính thức, Ngọc Hồ cũng bán rất là đặc biệt. Để hôm nay thì Ngọc Hồ có mời hai người mẫu, đó là chắc quý vị cũng biết là trên kênh của Ngọc Hồ thì Ngọc Trân là một cái ca sĩ cho... Lát nữa Ngọc Trân sẽ lên, Ngọc Trân sẽ nói. Còn Duyên em thì đi Việt Nam cũng mới trở về. Thì thôi giờ mời cô Ngọc Trân trước đi. Rồi. Vậy thì bây giờ để nhường lại sân khấu cho những diễn viên của Fashion Show, Quý Đức xin cảm ơn chị Ngọc Hồ rất là nhiều. Dạ. Và gửi sân khấu lại cho chị. Thank you rồi. Chị. Rồi. Rồi, Ngọc Trân. À, trong khi chờ đợi thì anh camera phải chỉnh về cái hướng bộ đồ của chị Ngọc Trân. Rồi, chị Ngọc Trân bước ra. Đó. Quý vị thấy cái kiểu mẫu đẹp không quý vị? Đó, người mẫu dễ thương không quý vị? Người mẫu, đây là những cái, đây là mẫu hậu đó. Rồi, xin chào Ngọc Trân, xin Ngọc Trân trở lại sân khấu chút xíu được không? Rồi, Ngọc Trân ơi, rồi, em chào khán giả trên kênh của anh Huy Đức đi. Ngọc Trân thân ái, kính chào quý khán giả đang theo dõi kênh của anh Huy Đức TV. Dạ, kênh của anh Huy Đức TV. Thật ra Ngọc Trân là một cái ca sĩ Phật giáo. Và hôm nay Ngọc Hồ nói là bây giờ mình đây không có người mẫu, thôi qua đây giúp chị để làm chương trình này, coi như là cũng phần là một cái phần mình nói từ thiện thì nó quá đáng, mình giúp nhau cho người Việt Nam ở bên đó. Cho nên vừa nói xong chị ca sĩ Ngọc Trân lại giúp đỡ cho Ngọc Hồ liền. Ngọc Hồ cũng cảm ơn. Thì em cảm giác em nói sự thật đi, cái bộ đồ này em bận vô em thấy như thế nào thì em diễn tả giùm. Quý vị ơi, quá bất ngờ luôn, tại lúc nào chị Ngọc làm show á, là coi như last minute chị mới gọi cho Ngọc Trân. Thật sự là cũng đang làm việc đó, nhưng mà chị nói thôi chạy qua để giúp chị để trình diễn những cái bộ áo mặc tại nhà. Có thể là thì hôm nay Trân được hân hạnh được diễn kiến quý vị cái bộ đồ rất là dễ thương và phải nói là rất là nhẹ nhàng. Khi mà mặc vào thì cảm giác của mình nó cảm thấy trong cái mùa hè này đang rất là nóng bức luôn đó nha. Nhưng mà khi với cái chất liệu vải này nè, thì cái này là tơ lụa rất là rủ. Quý vị thấy nè, đây từ tay áo tới chất liệu coi áo quần đó rất là phải nói là nó rủ, thì rất thích hợp cho khi mình công việc cho những người phụ nữ nội trợ nấu ăn hay là dọn dẹp, thì mình đi tới đi lui thì nó rất là thoải mái quý vị. Dạ, em cảm thấy rất là thoải mái luôn. Rồi. Ngoài ra cái chuyện thoải mái này em cảm nhận như vậy thì em thấy đường kim mối chỉ nó như thế nào? Dạ, thì trong lúc chờ đợi em được lên đây em trình diễn thì em mới kiểm tra nè mấy cái đường mai này chị. Dạ, rất là sắc sảo và phải nói là rất là tỉ mỉ luôn. Dạ, cái chỗ này nhất là những cái nút luôn, đơm rất là chắc luôn chứ không phải là đơm rồi 3-7-21 ngày được. Đúng. Dạ, thì cảm ơn Ngọc Trân rất là nhiều. Và Ngọc Trân sẽ có thể thay những cái bộ khác và trở lại và chờ nghe Ngọc Trân sẽ hát tặng cho quý vị, tại vì mình không có nhạc, không có nền nhạc. Đây là mình, tại vì trên kênh của anh Huy Đức mình bỏ nhạc lên là mình bị copyright, cho nên mình cái gì cũng làm chay. Thì năm tháng này là tháng 7 cho nên là ăn chay, cho nên làm gì cũng chay luôn, hát chay luôn nha quý vị. Mà thật sự cô này cũng ăn chay. Rồi, xin mời Duyên em. Rồi, thay cho chị bộ khác luôn. Rồi.
được không? Quý vị ơi, đây là người mẫu cây nhà lá vườn nha quý vị. À, rồi, chào Duyên em. Rồi, dạ. Chào khán giả đi em. Dạ, em chào khán giả của kênh của anh Huy Đức. Dạ. Nghe nói em mới đi Việt Nam về đúng không? Dạ. À, Việt Nam vui không em? Em không biết nữa, tại vì em đi về em chăm sóc gia đình thôi chứ không có đi bên ngoài. Dạ. Rồi thôi giờ chị cũng không có muốn hỏi em thêm, bây giờ em bận cái bộ đồ này cái size gì mà sao thấy rộng dữ ạ? Dạ tại vì có mấy khách hàng á thích muốn size bự gì cho nên là em muốn bận gì để cho khách thấy phải không? Khách chọn. Mà nãy lúc em bận cái bộ này là chị muốn biết em biết được cái size mấy không? Size XL. XL. Dạ đúng rồi, tại vì có nhiều cô á là nói bữa sau chị Ngọc không chịu may cái size bự xíu để cho nhiều ở bên Mỹ có nhiều cô thích thoải mái hơn á. Dạ. Đó, cho nên là hôm nay em bận những cái size bự thôi. Đây là những cái dạ. Hàng gửi qua đây 2 tuần rồi, hôm nay Ngọc Hồ mới thật sự đặt cái thùng hàng ra mà mới lấy cái size dạ. Được size X lạc luôn là XL luôn. Dạ. Thì bây giờ á thì cái này so bự quá với lại Duyên em thì em thấy cái mình giải kỳ này nó sao? Mát lắm chị. Nó mịn hơn đúng luôn rồi. Cái đợt trước đã thấy bóng mà dạ. Mịn mà cái đợt này thì nó lại móng mà có mịn hơn đúng không? Dạ. Dạ nó rất là nhẹ thoải mái lắm giống như rồi ok thì quý vị biết không thì Ngọc Hồ cũng có nhiều cái mẫu mã lắm rồi lên luôn bạn xong mình lên luôn đứng đây đi rồi hai chị em đứng đây muốn hát hò gì giới thiệu với quý vị đi với cảm giác gì đó trời sao lựa màu đỏ đẹp quá vậy rồi có chữ lốp luôn có trái tim luôn quý vị đó coi như á quý vị bông cũng có màu sắc gì cũng có hết quý vị cứ mua và gọi vô thì công ty nếu mà mua quần áo quý vị nhớ gọi vô một cái số điện thoại khác không cứ gọi vô công ty đi thì công ty sẽ chuyển cho một cái người có tại warehouse chụp từng cái cho quý vị thấy để quý vị chọn thì hôm nay Ngọc Hồ sẽ bán là 30 đồng một bộ, có nghĩa là 40 đồng bán 30 đồng thôi và mua 5 tặng 1 free shipping, còn tặng thêm cho quý vị 3 cây collagen, 3 cái que collagen gel về bỏ tủ lạnh ăn ngon hơn, bảo đảm ngon hơn cái gì hết mà tốt da. Rồi bây giờ Ngọc Hồ sẽ xuống thay một bộ đồ khác để cho quý vị thấy là rồi hát không nhạc luôn hả? Không để em nói chứ. Những cái bộ mà như là có cái nền hoa văn như vậy á thì nó chỉ là có size M thôi nha quý khách. Dạ, còn như là của em á, như cái bộ này em đang thì sẽ là có size XL, size M và size L. Còn cái size S thì em cũng chưa có check nữa, nhưng mà có size bự đó. Còn nếu mà quý vị nào mà những cái người mà cái tạng nhỏ nhỏ hay gì đó thì mình bật những cái size này nè. Dạ. Nó cũng có nhiều màu lắm. Chị đợi em xíu đi để em hay là chị hát đi em qua em lấy những cái mẫu bông đó. Hát nhạc luôn hả? Hát cho quý khán giả coi. Nghe. Dạ. Rồi đã xuống đó. Dạ. Alo. Để chương trình nó được phong phú hơn thì sau đây Ngọc Trân sẽ hát một bài hát mà mấy hôm nay Ngọc Trân rất là thích bài hát này, mang âm hưởng dân ca quê hương. Mặc dù là không có nhạc nhưng mà Trân sẽ hát chay cho mọi người quý vị nghe nha. Bài hát được mang tên Còn thương sao đắng mọc sau hè của nhạc sĩ Bắc Sơn. Mời quý vị lắng nghe. No.
chưa, ba giá miếng dừ đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa. Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi, nhớ lũy tre xanh vào quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm sao đắng nấu canh. Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi, nhớ lũy tre xanh vào quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm sao đắng nấu canh. Mời chị Ngọc Hồ. Wow, cái bộ này vừa chị quá, vừa rất vừa vặn với gà quá chị luôn. Cái bộ này á, là cái sàn lờ thôi. Ngọc Hồ thì vẫn bận thấy nó rộng rãi, rất là thoải mái. À, đây là cái hình ảnh là thôi mình mang dép này đi. Cái chỗ này là cái dép mà Ngọc Hồ phải mang nhất ở trong cái mùa hè đi tới đi lui á, trong cái văn phòng. Ngọc Hồ thích lắm. Rồi ngày là như vậy. Đây là cái bộ đồ là sàn lờ nè. Đó, đó, đây cho quý vị. Đó. Thì Ngọc Hồ chọn màu rất là nhiều. Trên tay Ngọc Hồ cầm rất là nhiều màu. Rồi bây giờ tham bay đứng đây, đứng đây giúp chị cái rồi là hai nữa. Rồi ok. Màu xanh dương. Màu xanh dương. Màu xanh dương. Màu xanh dương. Rồi cái này là màu xanh dương nha quý vị. Cái này là tay dài ha. Rồi, tay dạ, dài. Dạ, màu xanh dương tay dài nha. Cái này thì mùa đông với mùa hè đều bận được nha. Nó không có bị dính vào người nha quý khán giả ha. Dạ, cái này là CL màu đỏ ha. Dạ, cái màu đỏ này là đỏ tươi luôn á. Dạ. Ủa vậy đâu có thấy đâu. Xích qua đây ha. Xích qua em. Dạ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đỏ là đỏ tươi nha quý vị ha. Đỏ đô, đỏ bọc đô hả? Cái này là đỏ bọc đô. Dạ, chị. Rồi, em. Thì những cái mà chị Ngọc đang cầm á là tay dài hết nha quý khách. Dạ, cái này là màu tím sen ha. Dạ, thì quý khách cứ thích chọn màu đi ha. Rồi còn cái xay thì dạ, thì những cái xay thì có thể quý khách gọi vào thì tụi em sẽ coi để coi có những cái này còn những cái xay nào ha. Dạ, còn cái màu này thì là màu dạ. Dạ đúng rồi, màu hồng sắc pháo ạ. Sắc pháo, màu hồng sắc. Dạ đúng rồi, màu hồng sắc pháo thì nó sẽ có những xay ha, từ xay M, xay L ha. Dạ, cái này là màu cam. Rồi, cái này là màu real. Dạ. 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 Đó, là những cái này. Dạ. Rồi xong những cái này là trơn. Còn tới cái này là những cái hoa văn. Thì những cái hoa văn thì sẽ có là tay ngắn. Dạ, thì cái hoa văn thì tất cả đều là size M hết ạ. Thì rồi. Dạ. Dạ rồi, thì cái size M này á, thì em nghĩ là từ 120 phao đổ lại thì quý khách sẽ bằng vừa ha. Dạ, dạ rồi. Thì cái này thì nó đều có màu hoa văn hết á. Thì hoa văn trái tim, màu xanh. Rồi hoa văn bông. Bông này giống như là lá bồ đề vậy đó. Dạ. Dạ. Ồ, cái này là quần đùi. Dạ, cái này là quần đùi nha quý khách. Quần đùi nhưng mà là... Bộ đùi cho quý vị chị thay cái bộ quần đùi màu xanh á chị. Rồi. Dạ. Yeah. Rồi, cái này tay nha. Dạ. Rồi. Rồi cái này đẹp quá, cũng xem mờ luôn. Này trẻ trung nữa ha, trẻ trung bận là đẹp. Rồi những cái này lớn tuổi cũng được và trung niên bận cũng đẹp nữa. Này quá đẹp luôn, những cái câu chú nào mà từ tầm năm mấy 60 gì đó thôi, chứ đâu có chú nào dạ thôi. Dạ thì chú mua cho cô. Dạ. À, cái này là đẹp nè, ở nhà vẫn đẹp. Rồi ví dụ như là mình ra vườn mình tưới rau nữa nó mát mẻ lắm. Dạ rồi. Cái này là cũng là quần dài nhưng mà là áo tay ngắn. Là dạ, cũng là size M luôn ha quý khách nha. Đúng không? Dạ, đúng rồi, cũng
có túi đều như vậy hết ha. Bận rất là mát mẻ. Nhiều màu lắm quý chị ơi. Thì quý khách hay coi ở trên màn hình đó là cứ chụp màn hình lại gửi cho em. Ồ, quá rẻ. Dạ, ủng hộ dùng cho chị Ngọc Hồ. Dạ, dạ. 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 Đó. Rồi. Đẹp lên luôn. Đẹp quá, bộ đồ này dễ thương quá. Rồi, cùng đùa nha quý vị. Rồi, mời. Ai bay mấy em đi. Wow, dễ thương thiệt luôn. Đó. Đó, quần đùi thì cũng là size M hết ha, từ 120 pound đổ lại là mận vừa ha. Trời, mát mẻ này đi biển là đẹp luôn. Biển Cali, biển Florida rồi ha. Dạ, dạ, quá đẹp luôn. Dạ, đúng rồi, nó cũng nhìn cũng fashion lắm. Có túi không chị? Wow, có túi luôn, để điện thoại được luôn. Mình đi chợ cũng được. Rất là nhiều màu sắc khác nhau đó nha. Dạ, có. Dạ. Đây, cái này cũng quần đùi, cái này cũng là quần đùi. Dạ, bộ này quần đùi luôn nè. Bộ này luôn. Hai bộ này luôn đi. Để cho hai luôn. Cái treo lên nó đi. Không, cũng một size một hai. Tất cả đều những cái hoa văn đó là một size M một thôi, 120 pound đổ lại là bận vừa đó. Rồi. Rồi bây giờ á. Dạ 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 dạ, chắc em để thấp quá bà con không nghe. Giúp cho Ngọc Hồ đi, chứ Ngọc Hồ làm bộ này cho mùa hè nhiệt tình không biết nói sao. Yeah. Các bạn ơi, bạn lên coi thấy Ngọc Hồ rất là ai cô dữ lắm hả? Tắt ở đâu không biết. Rồi. Yeah. Rồi, giờ anh nghe chưa? Nghe rõ chưa? Nghe giùm cho rõ chưa? Đây, ai cô quá. Rồi. Thôi chắc mình giới thiệu vậy thôi quý vị. Mua đó thì quý vị không, để em bận thêm mấy bộ size bự đó cho mấy cô mà đang chờ coi like á. Yeah. Tại vì em có nhiều cô đang chờ coi. Yeah. Muốn mua á. Dạ dạ. Mà size bự để em bận xíu nữa. Yeah. Mà để em xuống em thay đồ lên. Yeah. Cô coi. Bây giờ dạ đứng đây nói hả? Dạ dạ, chờ nói gì trời. Thôi mời thêm đổ lên đi. Em đổ nó giới thiệu về sản phẩm của em đi. Chị bận mấy bộ đồ mới lên nữa. Giúp coi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị cũng như cảm ơn hai model đã trình diễn những bộ quần áo ở trong gia đình mà mát trong mùa hè mặc thì cũng rất là thoải mái cho quý vị. Dạ thưa thêm đổ nha khoa, xin cảm ơn quý vị trong thời gian qua đã ủng hộ cho thêm đổ nha khoa. Chúng tôi là một trung tâm vừa sản xuất ra những cái răng sứ. Chúng tôi có những cái máy móc ở trong phòng lab để mà sản xuất ra những cái răng sứ tại chỗ, và có tất cả là một đội ngũ bác sĩ rất là hùng mạnh, từ nha sĩ bác sĩ vừa trồng implant cũng như là vừa làm những cái răng sứ để mà cho nó có liền tại chỗ để mà gắn vô cho quý vị. Thì tại vì những cái răng sứ đó nó phải đo chính xác cho những cái mà cái răng mài đó thưa quý vị, mình mài thì mài vừa đủ thôi. Thành ra là những kỹ thuật mà để mà làm ra những cái răng đó thì phải rất là chính xác. Thời buổi này computer nó get involved là nó hỗ trợ cho vấn đề làm trong mọi kỹ thuật. Thì những nha sĩ chúng tôi trong trung tâm nha khoa của Thêm Đỗ, tổ hợp nha khoa Thêm Đỗ thì mài ra những cái răng đó vừa mài vừa đủ cái độ mài thôi, chứ không có muốn mài nó quá sâu là nó sẽ ê răng cho quý vị. Và những cái máy móc tối tân scan liền tại chỗ, là scan là để cái máy đó vô để mà đo cái chụp hình cái răng, quay những cái răng dài, răng mỏng cỡ nào và nó cao sâu cỡ nào để chính xác hơn là
cái độ dày của cái răng nó phải đủ dày để cho nó đừng có bể mẻ, cũng như là không có được sâu quá. Nếu mà sâu quá thì cái răng của quý vị sẽ bị ê. Thành ra nên là chúng tôi sẵn sàng để dành tiền mà để sẵn sàng mà đầu tư tiền vào để mua những cái equipment đó, từ phòng lab cho tới phòng ở trong phòng nha, những equipment rất là lớn như quý vị đã thấy trong trong sáng nay. Thì chúng tôi vì lý do đó mà chúng tôi có cái cơ hội để phục vụ cho quý vị khách khán thính giả trong thời gian qua. Có những quý vị bay từ tiểu bang Florida cũng như là ở New York cũng như là Canada, anh chị Trung Trần và anh Tony Nguyễn đã bay từ những tiểu bang đó đến với chúng tôi, thay vì bay về Việt Nam làm được nửa đường rồi thưa quý vị, nhưng mà tại vì chồng implant thì cái thời gian của nó là 6 tháng lần, thành ra nên là không có thể nào bay qua bay về nhiều lần được. Thành ra nên là chồng implant thì quý vị nên chồng lại ở bên Mỹ, chồng ở những tiểu bang mà quý vị đang ở cũng được. Thì trong những cái trường hợp đó mà răng của mình có bị hư, bị gì, bị đau, bị ê thì nha sĩ có thể những người nha sĩ có thể điều chỉnh liền cho quý vị. Thành ra nên là chúng tôi hy vọng là chúng tôi có cơ hội giúp cho quý vị và những cái hàm răng denture cũng vậy nha. Thì chị xin mời chị Ngọc Hồ. Dạ, yeah. Ok rồi, đây cái này mời lại đây chị nha. Dạ, dạ rồi. Rồi, bây giờ cái bộ này là size M nha quý vị ha. Dạ, rồi quần sọ có túi. Dạ, rồi. Rồi. Rồi, bây giờ rồi, bây giờ em đang bận cái bộ này á, là bộ màu nâu thì nó cũng là size M, size XL luôn nha. Đây, em muốn cho mấy cô đang thích xây bự để mấy cô chọn. Dạ. Đấy. Rồi. Dạ. Dạ. Cái bộ này thì cũng là size M. Cái này mặc mùa đông vẫn vậy xích. Chị Ngọc xích qua đây, chị Ngọc ạ. Dạ đúng rồi, màu đông. Cận cho quý khách nhìn cận xíu á. Cận lại xíu đi anh, phóng lại anh. Dạ rồi, thấy không ạ? Như là quý vị mua đó thì quý vị giúp cho người bạn ở bên đó rất là khổ một cái xưởng may nhỏ thôi, nhưng mà họ may rất là kỹ lưỡng và họ thấy Ngọc Hồ hay làm chuyện giúp hai người ta thì bây giờ tự nhiên ảnh gửi qua để Ngọc Hồ phải giúp ảnh. Mà mình có hôm nay anh coi thì anh cũng thấy Ngọc Hồ hết lòng, anh bắt đầu anh gửi đồ nhiều quá, tôi đặt thùng ra nè. Hôm nay chị Lan Lê ơi, chị coi giùm em nha, không biết chị coi chị ủng hộ giùm đi. Coi như là quý vị mà mua 5 thì tặng 1, quý vị mua chừng 20 bộ thì mình tặng thêm coi như là 5 là 14 lần thì được 24 bộ. Giờ tặng thêm bộ nó coi như là 25 bộ. Dạ, 25 bộ mà thật sự là tính tiền nhiêu? 20 bộ. Dạ đúng rồi, trời ơi làm đó. Thì quý vị mua nhiều nhiều đi, ủng hộ, mua cho cả nhà xài cũng được. Mà đất mùa đông với nhau cần những cái áo tay dài lắm nè. Cái bộ này là cái bộ mà ăn lầu thôi. Còn nếu mà còn này bằng ít lạc nữa là bự nữa là vừa nữa. Đây đó, em mà em bây giờ có nhiều màu sắc đẹp lắm nha quý vị. Quý vị có thể bận bộ này đi ra đường được, là nó không phải là giống như cái kiểu này á, là cái kiểu này thì giống bộ đồ cũ thiệt, nhưng mà cái kiểu này thì mới phát hiện ra là nó có độ giống như nó con co giãn như có độ nó rất là thoải mái. Cái mình giải này vâng đẹp quá luôn, mấy cái mình giải này nè rất là đẹp luôn. Có thể mình đi ra đường được luôn á. Rồi bây giờ mình cầm tiếp ha, cái bộ này. Rồi dạ rồi, cái này mình nói xong rồi em máng lên ha, bây giờ em nói tiếp mấy cái bộ mới. Rồi cái này thì bên em cũng có size M với L nha, tay dài ha. Dạ rồi, rất là đẹp luôn đó. Quý khách nào thì em cầm như vậy á, mà quý cô bà
anh chị cô chú nào đó thì thích thì chụp màn hình lại giúp em nha. Đó, cứ chụp màn hình lại gửi qua cho cái số phone bên công ty S365 á, thì bên em sẽ có người tư vấn xây cho quý khách nha. Dạ. Rồi. Ồ, cái bộ này sang quá. Rồi, còn cái bộ đồ em đang cầm á, thì cái này sẽ có từ size S đến size XL cho quý khách nhé. Rồi, cái bộ của chị Ngọc cầm á, thì cũng có từ size S đến size XL nha. Cái bộ em đang cầm cũng có từ size S đến size XL ha. Quý khách nào á, có thích những cái bộ này thì chụp màn hình giúp em nha. Dạ. Oh, sorry. Nãy giờ không biết. Dạ rồi. Đây là quần sọt nha quý khách nha. Quần sọt cái này là size M từ 120 phao đổ lại. Màu xanh là một phần short đẹp quá. Cũng 120 phao đổ lại, mình sẽ bận vừa nha quý khách nha. Chị Hương. Chị Thiên Hương. Dạ. Chào lắm. Dạ. Nhưng mà thế vậy chọn cái bộ này cho chị Hương, bộ này đẹp nè. Ha. Ừ. Ồ, em nghĩ bận bộ này đẹp á. Rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Chị em đấu thuộc đâu chị đó. Cái tán động. Hát thôi, vậy cho Ngọc Hồ hát câu mà Quý Đức dạy cho Ngọc Hồ nha. Câu này vui lắm nè quý vị. Ba em trồng phai lan, đào lên thấy phai mì. Rồi. Thôi đó hả? Rồi mời Duyên đi. Chị Ngọc hát tới em rồi. Vậy hả, cho em phải hát nữa chị. Hát câu đó hả? Xong ca đi vậy, có bài gì xong ca đi. Có bài gì xong ca được hết rồi. Lấy điện thoại không có bài. Nha, lấy điện thoại nha. Không có cầm ao được. Không có cầm ao đi. Rồi, hát khúc nào chị hát. Thôi chị hát đi rồi em hát được không nào. Em mất cầm ao một khúc quá. Rồi, đó. Rồi. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngày chi đường xa không tới. Người nói rồi. Nghe mấy lời xuôi mãi chèo sông ngóng đông. Đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau, xuồng ghé ngày đêm không ngớ, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về cái nước đầm dơi, nghe ai hát câu xuôi hơi, thương em đừng để duyên lỡ thời. Chừng nào về năm căn, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh, nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy Úc Ma xưa xóm đẹp hơn. Cà Mau mặc thêm màu. Cà Mau đường đi không tới, mà chỉ khó có sông vắng đò. Em đứng mình ở ngôn hương, duyên dáng mời khách lá ngàn phương. Dạ không? Thôi vậy ha. Ờ, sao nữa? Không, à, không mình phải ao cúp cuối chứ. Ờ hết. Là sao đường đi không? Đi, cái điểm lý.
sorry. Về Cà Mau là thấy đúng thương không? Em rồi. Cà Mau đường đi không có. Về Cà Mau là thấy thương em rồi. Rồi. Dạ. Chị Ngọc có đến không? Không đến luôn hả? Thôi, vậy thì dạ. Dạ, đi nha. Dạ. Thì em xin kính chào quý quý khán giả của trên kênh Anh Huy Đức nha. Và quý khách nào mà có muốn mua hàng thì cứ gọi vào đi, thì em sẽ tư vấn cho quý khách từ những cái size hay là những cái trọng lượng của quý khách đó, thì em sẽ tư vấn ạ. Dạ, rồi em xin chào ạ. Khoan đi, cái đó cho. Hồi nãy giờ anh Huy Đức ở ngoài kia có nghe, có theo dõi giọng ca, thì giọng ca chay, ca chay, không có nhạc, không có âm thanh gì hết, nhưng mà giọng ca rất là hay, rất là ngọt. Và có hỏi chị Ngọc đó là cái cô ca sĩ này là ca sĩ ở trung tâm nào, thì chị Ngọc có nói là cô ca sĩ này là một Phật tử ca sĩ. Thì anh Huy Đức là một huynh trưởng gia đình Phật tử cấp tín, mà hôm nay mới biết được là có một cô ca sĩ Phật tử. Có thể nói một chút về mình không? Dạ, cảm ơn anh Huy Đức đã hỏi. Thì Ngọc Trân, khi mà Trân đặt chân trên đất Mỹ thì năm 2008 là Trân bắt đầu sinh hoạt tại chùa. Và cái ngôi chùa đầu tiên Trân tham gia sinh hoạt và hát nhạc đạo đó là chùa Thổ Quang của Hòa Thượng Thích Quảng Thành, thành phố Santa Ana. Và khi mà hát thì sinh hoạt cũng hơn 10 năm. Và sau đó thì những ngày lễ Phật đản, những ngày lễ Phật đản Tu Lan và bất cứ lễ những ngôi chùa mà gây quỹ từ thiện cho những nhà hàng thì Trân có thể là người tham gia hát nhạc đạo hết. Không biết nhân duyên như thế nào, thì giống như khi mình thường thường thì mình có thể mình trì kinh mỗi ngày, nhưng mà mình bận công việc quá thì có thể là những ngày lễ tháng hai lần mình không có thể mình trì kinh được đó, thì có thể mình đem tiếng hát của mình mà thường thường đó. Anh Huy Đức nghe nói là mấy ca sĩ mà hát cho chùa đó thì thường là hát phi, không hát phi, hát live, hát live hoàn toàn. Dạ, hát live hoàn toàn, dạ, chứ không được hát nhép được cái gì hết. Dạ, hát live vì những cái đó, những dòng nhạc thì có thể là Trân sẽ hát được những dòng nhạc Phật, Phật pháp, và về những bài hát về mang âm hưởng về mẹ, về cha, về quê hương. Như vậy nếu có những chùa ở xa mà mời em đi hát thì em có sẵn sàng đi không? Dạ em sẵn sàng, nếu mà em có điều kiện thì có điều kiện. Dạ, dạ. Bởi vì cũng có, anh cũng biết rất là nhiều quý thầy hoặc là nhiều chùa ở phương xa nhiều nước bạn. Đầu tháng 7 vừa qua thì em có giúp hát cúng dường cho chùa Phước Huệ ở thành phố Seattle, Tacoma, Washington. Dạ. Anh ở trên đó, anh dạ. Từ Seattle đi lên đó bao nhiêu tiếng rưỡi hay đi? Thích Phước Toàn. Thích Phước Toàn, ok rồi. Cảm ơn rất là nhiều và rất là hân hạnh hôm nay được biết một ca sĩ mà hát trong những chương trình nhạc đạo rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Cảm ơn em rất là nhiều. Hy vọng rằng trong tương lai anh em mình sẽ gặp nhau. Em cũng hy vọng như vậy. Thank you. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và trong cái chương trình livestream ngày hôm nay, trong tất cả chương trình từ ban đầu tới giờ, thì cái phần live show cho cái fashion thì Huy Đức nhường lại cho chị Ngọc Hồ, là bởi vì sao? Bởi vì chị biết tất cả những cái mặt hàng, Huy Đức thì không có rành và không có biết cái mặt hàng nào cả. Tới hôm nay xuống thì chị Ngọc Hồ nói Huy Đức ơi làm cái fashion show, và được biết rằng tất cả những cái vải này được order, những vải lụa, những người đã order từ bên Hàn Quốc về Việt Nam, và có một anh đó thì có may, tức là làm một cái may nhỏ nhỏ gia công, rồi mới là một fan của em luôn á hả? Oh really? Oh, tức là anh này cũng đã từng gửi tiền ủng hộ cho Huy Đức. Huy Đức không biết, bây giờ chị nói mà Huy Đức mới biết thôi. Cảm ơn anh rất là nhiều hôm nay. Nếu mà anh có coi cái livestream thì cảm ơn anh rất là nhiều. Và anh đã gửi như chị Ngọc Hồ nói, tức là để làm sao giúp đỡ cho những cái người mà may đồ ở trong đó để họ có công ăn việc làm, tại vì họ không có công ăn việc làm, rất là tội nghiệp. Thì hy vọng rằng tất cả quý khán thính giả có thể ủng hộ, và những cái bộ đồ thật là đẹp cũng giống như những cái bộ đồ trong nhà
cho quý cô, quý bà sau khi đi làm về tắm rửa mệt mỏi mà mình mang một cái bộ đồ lụa, mình mang một cái bộ đồ giống như vậy, nó rất là thoải mái, rất là thoải mái, thưa quý vị, thưa anh em. Và livestream cũng đã khá dài, Huy Đức xin thành thật xin lỗi quý vị là trong cái chương trình mới bắt đầu thì bị một cái kỹ thuật, một cái accident mà cái kênh của Huy Đức TV nó bị rớt, tức là nó bị rớt xuống, chỉ có cái VNM TV và những cái Facebook on trong 7 cái channel mà thôi, còn cái channel chính thì không biết kỹ thuật nó trục trặc, nó bị rớt xuống, thì hy vọng rằng Huy Đức sẽ download và chiếu lại cho quý vị coi khi mà Huy Đức về lại trên Washington. Và bây giờ đó thì cũng đã quá đói bụng và thời gian đã quá dài, cho nên là xin phép ngưng lại livestream ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi và kính chúc quý ông bà, quý anh chị em, những người nào ở trong vùng ban ngày, chúc quý vị một ngày thật là bằng an, an toàn ra khỏi nhà và về nhà. Quý ông bà, quý anh chị em nào ở trong vùng bóng tối, chúc quý vị một đêm thật là an lành, thật là hạnh phúc trong vòng tay bảo bọc bao che của Thượng Đế, trong vòng tay yêu thương của gia đình, vợ chồng và con cái. Xin kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị. Xin trân trọng cảm ơn. Xin gửi lời chào tạm biệt.